Ok, let's go. Chào mừng các bạn trẻ đã trở lại với channel của Maken. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game 3Q, thiếu niên 3Q phiên bản Trung Quốc anh em nhá. Phiên bản Trung Quốc, vì sao tôi lại chọn chiến ở phiên bản Trung Quốc mà không phải là phiên bản Việt Nam? Vì phiên bản Việt Nam là nó có cái nhược điểm là khá là nhanh chết server, nên là tôi quyết định chơi ở server mà đông dân cư nhất thế giới, đó là server Trung Quốc. Thì để xem server Trung Quốc cày nó có dễ hay là không, chúng ta cùng đến với cái phiên bản 3Q, thiếu niên 3Q phiên bản Trung Quốc ngày hôm nay anh em nhá. Let's get it. Ok anh em, đầu game thì tôi sẽ đi nhập một số gift code. Thì nhập gift code ở bên phiên bản server chung ấy thì nó sẽ có sự khác biệt nhẹ nhẹ so với server Việt Nam anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ vào phần này. À, và thêm một cái thông tin hữu ích cho anh em nữa là phiên bản ở server chung này ấy, nó sẽ có Việt hóa trong vòng một tuần tới anh em nhá. Cho anh em vào chiến phiên bản này của Xiaomi 7, một trong những nhà phát hành cực kỳ uy tín ở Trung Quốc. Nên là chơi cực kỳ ngon. Và thêm nữa, một yếu tố cực kỳ quyết định ở trong con game này nữa, đó là anh em có thể chơi tạo tài khoản không cần phải sử dụng đến chứng minh nhân dân Trung Quốc là cái thứ nhất. Và nạp game không cần phải sử dụng qua trung gian, chúng ta có thể nạp trực tiếp bằng tài khoản Việt Nam hoặc là PayPal của quốc tế. Đây là một trong những cái điều kiện mà nhà phát hành Trung Quốc đang tạo điều kiện cho anh em chơi game ở các server nước ngoài anh em nhá. Cực kỳ là hay đây. Nhưng mà nhập code nhá, anh em nhập code chú ý đã. Và link tải game ấy tôi sẽ để ở trong cuối clip anh em nhá. Anh em chú ý theo dõi. Tải cực kỳ dễ và tạo tài khoản cực kỳ dễ luôn. Đây, tải về chiến của mình cần nhá. Chúng ta sẽ vào cái phần mũi tên này này. Và phần cài đặt này. Rồi nó kéo xuống này. Anh em nhìn thấy chữ lễ bao rồi chưa? Lễ bao rồi chữ Trung Quốc nhá. Tôi hiện tại là tôi đã có sử dụng một cái phần mềm dịch nữa. Link tải phần mềm dịch tôi cũng sẽ để luôn ở dưới comment nhá. Mã số quà tặng này. Anh em có thể sử dụng cái này để chiến. Nếu mà anh em mà chơi thiếu niên Trung Quốc 3Q của VNG rồi thì cái này hoàn toàn dễ thôi, nhưng mà khác bọt một chút là nó cái khác bọt ở phần nạp code anh em nhá. Đây. Đây là trang web để tạo game, còn đây là tôi để tải game, còn đây là tôi đã sưu tập được một số code anh em ạ. Tôi đã sưu tập được một số code đây. Chúng ta xem và cùng nhập code xem ở bên Trung Quốc họ tặng cho chúng ta cái gì nhá. Đây là một trong những nhà phát hành mà chú ý đến cho anh em mà xem ở Việt Nam nhất đây mà tôi biết đấy anh em ạ. Chúng ta được không cần phải tạo hiện tại là các game của Trung Quốc nó cũng đang hướng tới là không cần phải sử dụng chứng minh nhân dân Trung Quốc cũng có thể tạo được tài khoản rồi anh em ạ. Cực kỳ hay luôn. Chơi server Trung Quốc thì anh em không bao giờ phải lo chết server nhá. Mà nạp ở bên này tôi cũng thấy nó cũng khá rẻ đấy anh em ạ. So với server Việt Nam nó cũng không quá đắt đâu. Điều quan trọng là cái tính lâu dài. Tính lâu dài của game server Trung Quốc thì anh em biết rồi đấy. Đây, sau khi nhập 7 code thì tôi có những cái phần quà sau. Úi giời, 288 kim nguyên bảo. 388. Rất nhiều phần quà anh em ạ, cày chay này thoải mái rồi. 10 thẻ quay tướng cao cấp này. Rồi rồi, nhận toàn bộ nhá. Nhận click nhận toàn bộ à? Không có click nhận toàn bộ nhỉ, chúng ta phải nhận từng cái một à. Khá căng ấy nhỉ. Wow, 1, 2, 4, 6, 1 triệu, gần 2 triệu bạc này. Kim Nguyên Bảo là mắc bình anh em ạ, rất nhiều cốt nhé, 7 cốt siêu mắc bình cho anh em. 7 cốt siêu mắc cơ bình cho anh em nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thử vào cái hệ thống phó bản của con game này xem nó có khác gì so với server Việt Nam không nào anh em này. Úi giời ơi, đúng là Trung Quốc là nó phải có tí Trung Quốc và tiếng Trung rồi anh em ạ. Cùng mình cần trở lại thời Tam Quốc, nơi mà những Lưu Bị, Quan Vũ, Lưu Bố đại chiến Tam Quốc Tào Tháo anh em nhá. Không biết là sau 33 năm bỏ game thì meta thời điểm hiện tại nó là cái gì rồi anh em ạ. Tôi mới biết được server Trung Quốc nó có server thôi anh em ạ. Tôi cũng mới biết thôi. Nếu mà tôi biết trước được nó có server lâu rồi ấy thì tôi đã cày sắp mặt rồi anh em ạ. Tôi cũng là một trong những tiến đồ của Tam Quốc rất là lâu rồi. Đây, đặc biệt là có, chắc anh em cũng biết rồi, nó có cái tính năng bỏ qua trận đấu luôn này. Nó có tính năng bỏ qua trận đấu ngay từ những cái cấp độ đầu mà những con game khác cần phải học tập nhá. Đặc biệt là con game khó truyền thuyết chúng ta cũng cần phải học tập. Cái gì đây? Rồi luôn. Hiện tại là chưa có phiên bản Việt sắp, nó sẽ có phiên bản Việt sắp vào khoảng tuần sau thôi anh em ạ. Là sẽ Việt sắp toàn bộ. Còn gì hay hơn khi chúng ta chơi một con game Trung Quốc mà lại còn có phiên bản Việt sắp nữa? Thì Trung Quốc nó chỉ hơn ở Việt Nam đúng một cái đặc điểm duy nhất, mà cái đặc điểm đấy là tôi nghĩ là anh em ai cũng muốn. Đó chính là thứ nhất, là anh em để ý đến là gift code nó nhiều không. Thứ hai là cái server tồn tại được lâu hay không thôi. Thôi thì như là mình vừa bị nó bem cho nó tuột xích anh em ạ.
Hình như tôi vừa bị nó bẻ nó tuột xích hay sao ấy. Tự chiến lại nha. Thì anh em không phải lo về cái vấn đề là cái server Trung Quốc nó có tồn tại được lâu hay là không, vì cái lượng người chơi ở bên server này nó quá là lớn đi. Lớn kinh khủng khiếp đấy. Tất cả các game ở Trung Quốc thì phải nói là lớn kinh khủng khủng tởm khiếp anh em ạ. Chính vì vậy là tôi thì tôi cũng thích những cái thể loại game ở Việt Nam lắm, nhưng tôi sẽ quyết định chơi ở các server nước ngoài. Giống như khóa truyền thuyết như thế thôi. Tôi quyết định ở chơi ở server nước ngoài vì server nước ngoài người ta đông người chơi hơn anh em ạ. Cái yếu tố đông người chơi hơn là những yếu tố quyết định ấy. Thua này, chết dở, thế mình phải đi up thêm một chút vào cái đội hình của tôi đấy anh em ạ. Thua, nhưng mà vừa sau khi nhận được game code thì không. Đây, mình cần nha, Mr. Cần mặc vận đồ á, ăn vận toàn diện cái. Tớ úp thêm một tí nữa đã. Úp thêm một tí nữa đã anh em ạ. Vận đồ các kiểu đã. Vận đồ các kiểu đã anh em ạ. Điều thuyền đây à? Nhờ nhìn tạo hình phải nói là siêu cute. Nếu anh em nào chơi Thiếu Niên Tam Quốc phiên bản VNG rồi, đây nó giống hệt phiên bản VNG thôi anh em ạ. Nó chỉ là phiên bản Trung Quốc thôi. Nhưng mà như tôi đã giải thích những lợi điểm mà chơi ở server Trung Quốc cho anh em rồi đấy. Mà sắp tới nó còn có Việt hóa nữa. Đây, giới thiệu thêm cho anh em tính năng nhá. Nó còn có khả năng nạp. Đâu à? Đây. Nó có khả năng nạp bằng mã QR Việt Nam PayPal anh em nhá. Đây, và đây là WeChat của Trung Quốc này. Đấy, quá là hay luôn. Còn gì lợi bằng và tạo tài khoản không cần chứng minh nhân dân nữa anh em ạ. Chỉ cần Gmail của chúng ta là có thể chiến được rồi nhá. Chỉ cần Gmail của chúng ta là có thể chiến được rồi này. Con này là con gì nhỉ? Tôi cũng quên tên rồi. Và có những nhân vật ở đây, trong đây có cả Ngộ Không nữa anh em ạ. Trong đây có chiến cả Ngộ Không nữa cơ. Úp cấp tí đã. 6 cấp à? Úp cấp tí đã anh em ạ. Úp cấp tí đã. Úp cấp tí điều thuyền nhá. Rồi, đã trang bị đầy đủ này. À quên. Rồi, nâng cấp này. Giao diện đầu game có tiếng Trung có vẻ là hơi khó nhìn, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm này để dịch nhá. Trong tuần sau là nó sẽ ra phiên bản Việt hóa thôi. Thiết bị IAN dịch cũng không được quá chuẩn anh em ạ. Không được có quá quang chuẩn. Nghỉ Yến mình cũng không biết tiếng Trung Quốc đâu, nhưng mà có xem phim Trung Quốc khá nhiều đấy anh em ạ. Nhùy nhấn vừa đấy có nghĩa là cái gì nhở, người ta nữ nhân đấy các bạn. Úp cấp đá đang 2700 vàng. Lúc cốt vào nó tặng cho mình 2700 vàng luôn anh em ạ. Quá là ngon. Chúng ta sẽ đi tiếp tục đi phó bản nhá. Tạo hình phải nói là con game Thiếu Niên Ba Quy phiên bản cũ của VNG này quá là đẳng cấp anh em ạ. Mà lại còn chơi được ở server chung nữa thì nét lại còn Việt sắp nữa thì Việt hóa thì còn gì nữa, nó kinh khủng bằng nữa anh em. Đây combo nha. Hình như mình đang tắt âm thanh đi rồi. Tôi sẽ phải ra bật lại âm thanh nghe cho nó. Nó phê nha bạn. Nghe nó phê nhá. Đây, vào giao diện bật tắt âm thanh của game này. Tôi sẽ phải cho âm nhạc nhỏ xuống một chút để tránh lý do dính bản quyền âm nhạc anh em ạ. Tránh lý do dính bản quyền âm nhạc thì tôi sẽ phải cho nó nhỏ lại một chút nha. Đây, Lữ Bố này, quyết chiến Lữ Bố. Quyết chiến Lữ Bố anh em nhá. Minh cần quyết chiến Lữ Bố. Lữ Bố là ai? Lữ Bố là một trong danh tướng khỏe nhất thời Tam Quốc. Chắc là meta bây giờ cũng là Lữ Bố thôi. Lâu phải mất là 3 năm rồi tôi chưa sờ vào con game Ba Quy, Thiếu Niên Ba Quy này, VNG này anh em ạ. Vì cái đợt đấy là tôi đã nghe nói là nhà phát hành là VNG ra là tôi đã nghe nói có mùi máu ở đây rồi. Nên là tôi đã quyết định chơi một chút và dừng lại thôi. Hiện tại là sang server Trung Quốc, nếu mà hiến máu thì cũng được thôi. Nhưng mà nó phải hiến, nó phải hợp lý anh em ạ. Hiến nó ở server Việt Nam chết server nhanh quá. Chơi có một thời gian ngắn chúng ta đã bị cái tình trạng là chết server rồi anh em ạ. Nên là tôi khá ngại, quan ngại cái vấn đề đấy. Quan ngại cái vấn đề chết server nhá. Đi phó bản con game này không phải nói làm gì nữa. Quá là đẳng cấp rồi. Tiếng Trung thì có vẻ thời gian đầu hơi khó làm quen, nhưng mà anh em không phải lo cái vấn đề đấy nhá. Nó sẽ được giải quyết vào trong tuần sau thôi. Đó chính là phiên bản Việt hóa của con game đẳng cấp thế giới đấy anh em ạ. Một trong những con game, đây là không phải một trong những con game mà nó là con game hay nhất về thể loại Tam Quốc rồi. Nó chính là con game hay nhất về thể loại Tam Quốc rồi, chứ là một trong cái gì nữa. Mình đã được mở giao diện quay tướng chưa ấy nhỉ?
Đây là tướng của tôi. Và phó bạn chiến tiếp. Đây là ai đây, người cầm chùy này là ai đây nhỉ? Con game này nó làm đồ họa đẹp quá nên là mình không biết cái con tướng nào và con tướng nào anh em ạ. Rồi luôn, chết luôn. Đứt luôn. Ai đây? Cái gì đây? Tôi bị đứt rồi anh em. Cái này là hình như là tôi đã bị spy. Tôi nhìn thấy chữ thất bại. Thực ra tiếng Nhật với tiếng Trung nó cũng lái lái nhau thôi. Đây, thành công trong một cuộc chiến và bạn thất bại trong một cuộc chiến, biết ngay mà. Hình như mình đang bật chế độ khiêu chiến nhanh thì phải. Rồi luôn. Thế lại phải úp à. Lại phải úp thêm cấp anh em ạ. À nhận. Lại phải úp thêm tí. Đây à. Vừa lấy cốt. Nâng ngọc bội này. Tăng tiếp cấp cho điêu thuyền này. Này hình như là chưa mở tăng cấp nhanh thì phải. Nó chưa mở tăng cấp nhanh thì phải. Nó vẫn chưa mở tăng cấp nhanh anh em ạ. Ok anh em, chúng ta sẽ vào chiêu tướng đài một chút để xem cái giống, nó giống hệt hoàn toàn với phiên bản của VNG anh em ạ. Tôi hiện tại đang được 104 chiêu vé chiêu mộ này. Ôi à, xem nó được tư chất đỏ nào không. Ơi, con gì đây? Dịch, tôi quên hết rồi anh em ạ. Dịch cái. Tướng gì đấy? Lưu Linh, chưa biết đây con gì anh em ạ. Để phải chúng ta phải đợi phiên bản Việt hóa thôi. Tư chất đỏ một cháu này. Tư chất đỏ một cháu. Tiếp. Tiếp tục trận đấu anh em ơi. Tiếp tục để xem tỷ lệ chiêu mộ nào. Rồi. Ơi, lần này là được cái nịt rồi. Tiếp. Còn 94 lần anh em ơi. 94 lần chiêu mộ vừa vào chúng ta sẽ được một cốt 100 lần chiêu mộ ạ. Ôi, tạo hình nhân vật cũng đẹp phết nhờ. Tư chất đỏ ra khá nhiều tư chất cam. Không biết là tôi nhớ không nhầm là tư chất cao nhất của con game này là tư chất gì nhỉ? Hình như là vừa đấy cho chúng ta. Đây, nhìn vào đây là biết ngay. Đấy. Đấy, cao gì đây? Ông này là cao gì đây? Cao gì đấy nhỉ? Gosun. Ui giời ơi, dịch cái này thì tôi chịu anh em ạ. Ông này là ông nào đây? Tư chất gì đây? Ui căng nhỉ, hai con luôn quá. Ưng cá ưng thế này là vừa vào là sẽ xây dựng được nguyên một đội hình đấy. Rồi tôi xem nào. Sau khi bơm xong. Ok anh em, vừa điều tra thì tôi đã biết được đấy là tư chất tử kim anh em nhá. Tư chất tử kim luôn cho lo mát. Đâu xem nào, mấy con tướng của tôi chiêu mộ ra đâu hết rồi. À, nó phải đủ mạnh nha. Đây, ông này. Ông này tư chất tự kim đây. Ý giời ơi. Về bờ khẩn cấp đi chứ còn gì nữa. Ngon đấy, nhân phẩm đấy nhờ. Cũng được coi là nhân phẩm đấy anh em ạ. Này là khả năng là Triệu Tử Long đây rồi. Tôn Quyền anh em ạ. Tôn Quyền, ai đây? Ông này không khai tên à. Thế phải đợi phiên bản Việt sắp thì chúng ta mới biết được tên của những cái nhân vật này anh em ạ. Tiếp tục chiến khô máu nào. Đang hên anh em ạ. Tư chất tự kim nhá. Tư chất cam. Tư chất đỏ. Tư chất tự kim. Tiếp. Cái gì đây? Để tôi dịch nhá anh em nhá. Đây chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm dịch này. Tướng quân người đã mở chiêu mộ có thể chọn trải độc quyền quý khen thưởng. Không. À. Tiếp tục. Chọn tiếp tục anh em ạ. Đây lại một tư chất tự kim nữa. Mỗi lần tư chất tự kim nó giống như con tướng 5 sao ở trong gói truyền thuyết rồi càng 100 mảnh. Tiếp tục chứ còn gì nữa. Lại được ông này, làm phút rồi. Thêm phút. Ai đây, pháp sư nào đây?
nhiều nhân vật quá, nhưng mà cái vẽ cái tạo hình này cũng khó phân biệt anh em ạ. Từ chất vàng này còn 44 lần nữa, tiếp tục còn 24 lần nữa. Đây rồi, ui dồi ôi, Khổng Minh à, hai nháy luôn anh em ạ. Ôi dồi, có phải là Khổng Minh không nhở? Không biết là lâu lâu vào tạo hình Khổng Minh như nào nhở. Nhìn đẹp dài thế nhở. Còn 14 lần nữa. Rồi rồi rồi, phát cuối có cái nịt. Rồi chúng ta lại vào giao diện tướng ngay. Ok, chúng ta sẽ đi sắp xếp lại đội hình, test một chút nhá. Này rồi. Ok, rồi đội hình nào anh em ơi. Đây là hạm trạm Cao Thuận nhá, đã biết được tên của mày là Cao Thuận à. Cho Cao Thuận vào. Ý giời ơi. Tẹt full bộ kỹ năng của tướng tư cách cao nhất xem nào, Tử Kim. Cứ bình tĩnh các bác, cứ bình tĩnh. Cái này nó còn phải xếp team để có combo nữa anh em ạ. Nhưng phải xếp team bừa được, hôm nay tôi sẽ đi bừa thôi nhưng mà. Đây rồi. Hai tư cách Tử Kim nữa. Rồi nhuần, úi như vậy lực chiến nó lên kìa anh em ơi. Mày quay được 3 con tư chất Tử Kim cơ à, sao nó khét thế nhờ. Đây cho một ông tư chất vàng nó đi. Rồi nhuần. Tôi sẽ lột đồ của các con kia sau nhá, lên cấp 13 luôn. Cho nó hốt. À từ từ mình phải đi ép cho Cao Thuận trước. Cao Thuận nhìn có vẻ là đẹp dai đấy anh em ạ. Rồi đi vụt tiếp anh em nhá. Ơi như mình đang bật tính năng skip thì phải. Ui qua phát một à. Thế nhờ tôi đang bật tính năng skip anh em ạ. Ờ đúng rồi, mình đang bật tính năng skip luôn. Qua phát một à. Ui úp đội hình phát qua phát một à. Đấy nhá, nó sẽ đi test bộ kỹ năng của Cao Thuận cùng anh em. Và Cao Thuận là ai nhỉ? Ui dồi ôi, vụt phát một anh em ạ. Ui ơi, nhìn chung là mở xem vào chung này, cái tỷ lệ ra tướng tư cách tối cao, cái tư cách cao nhất đây nó cũng là cao đấy anh em ạ. Tôi quay được 4 con này, 100 vé, 104 vé miễn phí, tôi quay được 4 con này. Đây có phải là tướng gì đây? Phải đợi ít nữa, khoảng tuần nữa nó ra cái phiên bản, nó ra cái gì nhỉ? Hứa chữa, thằng này hứa chữa. Nó ra cái phiên bản Việt hóa này, chúng ta mới đọc được tướng nó chắc cốp hơn anh em nhá. Nó phải gọi là chắc cốp hơn đấy. Ôi đồ họa, phải nói là tuyệt vời. Ui dồi, hóa quỷ của chúng tôi à. Hóa quỷ đi. Ui dồi, kỹ năng của nó kìa. Ui đi nguyên team anh em ạ. Đi nguyên team. Này còn nguyên cái sự trợ giúp. Úi giời ơi. Tốc độ chúng ta có thể lên x2. Cài đặt này. Rồi luôn. Về bờ. Này thì đội bạn lên đường là tuổi gì? Lực chiến lên chóng mặt anh em ạ. Lực chiến chính thức là lên chóng con nhà bà mặt. Ngày đầu của cày này cũng rồi. Ngày đầu này cày cũng kinh đấy. Cao Thuận mắc số này. Mở ra Cao Thuận mắc số. Ok, hôm nay là review cho anh em đến tạm thời đến đây nhá. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải cái con game này. Tải cái con game này ra sao thì chúng ta cũng đi theo dõi chân của mình cần nhà. Let's get. Ok, bước 1 thì anh em tải cho tôi cái ứng dụng là Xiaomi 7 về. Cái link thì tôi sẽ để ở dưới mô tả bình luận anh nhá. Link tôi sẽ để dưới mô tả bình luận. Sau khi tải xong ấy. Đây. Sau khi tải xong ấy thì nếu mà ở Android đấy, anh em sẽ qua cái ứng dụng Xiaomi 7 đây. Anh em click vào. Anh em click vào nhá. Ok, sau khi click vào thì chúng ta sẽ vào cái phần này nhá. Phần này này. Rồi chúng ta sẽ vào phần này này. Chưa đăng ký này. Đây là tôi đã có tài khoản rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ click vào chưa đăng ký ở đây nhá. Đây chúng ta sẽ click vào cái phần này này và chúng ta nhập cái địa chỉ email của chúng ta vào. Mình nhập địa chỉ email bất kỳ vào, ví dụ như thế này nhá. Đấy, xong rồi chúng ta bấm xác nhận thì nó sẽ có một cái thư gửi về email của chúng ta. Như thế là đã xong. Như thế là chúng ta đã có một cái tài khoản này chúng ta chiến rồi nhá. Chúng ta đã có một cái tài khoản này chúng ta chiến cái con game này rồi.
và chúng ta sẽ không cần phải có chứng minh nhân dân hay như nhân gieo gì anh em ạ, quá là dễ chiến đi. Ok, như vậy là hôm nay đã giới thiệu đến cho anh em về cái con game Tam Quốc 3Q phiên bản VNG của Trung Quốc. Anh em hãy đợi phiên bản Việt hóa và cùng tôi đua trên hành trình đua top con game này anh em nhá. Chào bye bye và chào tạm biệt anh em, chúc anh em buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân.